Việt Nam. 10 năm đồng hành cùng ngành ngân hàng Việt Nam. Với 10 năm cuộc hội thảo về nhiều chủ đề hữu ích, trên 450 báo cáo khoa học, 380 lượt giải pháp công nghệ được các nhà cung cấp giới thiệu, thu hút hơn 30.000 lượt khách tham quan. Banking Việt Nam trở thành một sự kiện uy tín thường niên trong đời sống công nghệ và trong hoạt động của ngành ngân hàng Việt Nam. Banking Việt Nam, nơi hội tụ trí tuệ ngân hàng. Trải qua các kỳ tổ chức, Banking Việt Nam đã ngày càng được định hình là một diễn đàn chuyên sâu về công nghệ ngân hàng mà trọng tâm là công nghệ thông tin, đã thu hút được sự quan tâm của giới lãnh đạo ngân hàng, các chuyên gia về công nghệ, về nghiệp vụ ngân hàng cũng như đông đảo công chúng trong toàn xã hội. Diễn đàn này tạo cho những cái doanh nghiệp của Việt Nam cũng như các ngân hàng cảm nhận được những cái điều mà mình cần phải làm, cũng như thấy vai trò quan trọng của công nghệ thông tin trong thời buổi hiện nay để ngày càng trang bị những cái phương tiện tốt hơn trong quản lý và điều hành cho ngân hàng mình ngày càng an toàn, có hiệu quả. Banking Việt Nam là một sự kiện mà qua đó thì các ngân hàng có thể giới thiệu các cái sản phẩm công nghệ mới, áp dụng cái hàm lượng công nghệ cao. Sau 10 năm đồng hành cùng Ngân hàng Việt, Banking Việt Nam đã đem đến nhiều giải pháp để hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, từ các cách